Vâng, xin chào bạn nha. Rồi, tiếp tục 1.000 ngày sinh tồn. Tôi tưởng đâu video trước là sẽ gom hết tổng cộng 900 ngày còn lại luôn. Đây là ngày 142. Tôi tưởng đâu là video trước là tôi sẽ cố gắng sinh tồn hết 900 ngày còn lại và sẽ cố gắng rút gọn cái video đó tầm đâu khoảng là 2 tiếng hay gần 1 tiếng đi. Nó cố gắng rút gọn nó, nghĩa là edit á, rút gọn nó xuống còn tầm khoảng 1 hay 2 tiếng gì đi, nhưng mà thôi, cũng như không à. Đó. Mới có nhiều đó thôi mà nó tới 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng rồi, cho nên là thôi vẫn như cũ ha. Vâng, và bây giờ mở kho đồ lên cái coi. Đó, nhìn xem nào. Tên tên. Ủa, chậm không ba mà. Ủa, cái cây chậm không ba của tôi đâu rồi? Xó mất tiêu rồi còn đâu nữa. Ủa tại sao? Bởi vì đơn giản, xó lộn. Không coi. Ừ, nè tay nhanh hơn não. Nè tay nhanh hơn não. Ngày qua có ai để ý kỹ không? Đó, tôi cố gắng bình luận đó. Không, tôi đố mọi người từ 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 cái thời gian mà 1 tiếng 37 phút 40 giây á cho đến 1 tiếng 37 phút 55 giây á, mọi người thấy gì đặc biệt không? Đó là tôi mới vừa in-gen được một cái cúp có chậm hỏng ba. Ừ, tôi in-gen xong rồi đó, tôi bỏ vô bụp rồi tôi xóa phù phép luôn. Ờ, còn cái chậm hỏng một luôn. Ờ, quá hay luôn. Rồi bây giờ là phải đi kiếm lại thôi chứ biết sao giờ. Đó, rồi chặt cái này ra. Đó, ta đi đào gỗ để mà đổi lại với mấy em dân làng. Đó, ta đi lấy gỗ nè. Đó, đổi ra thành những cái stick. Sau đó ta trao đổi với những em dân làng, lấy một bảo mua lại thôi chứ biết sao giờ nữa. Trời ơi, thiệt tình chứ. Tay nhanh hơn não đúng là có thật. Mình vừa mới chặt hết hai cái cây ở đây. Đó. Đây, rồi, quay bấm lộn. Đây nè, đây. Mình vừa mới đốn hết hai cái cây to. Đó. Và nó cho mình bao nhiêu đây gỗ. Đó. Thì bây giờ thì cho nên thì nói chung là mình cũng không cần đốn nhiều đâu. Đó. Ta sẽ lấy cái này ra đi. Đó. Và lấy một ít sắt ra. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều sắt. Đó. Và cái phần sắt này sẽ giúp chúng ta thêm một phần nào đó về việc có thêm emerald. Đó. Rồi. Ta sẽ đổi cái này ra. Đó, như này đi. Đầu tiên thì ta cần phải trao đổi với mấy em này trước rồi đã. Đó. Lấy sắt trao đổi trước đi. Ồ. Có cuốc các thứ nè. Đâu nè. Ờ ha. Rồi. Đây. Rồi. Em này đâu? Đây rồi. Đó. Rồi. Các em thợ công cụ mới lên cấp phải không? Rồi thôi, thợ vũ khí chứ. Đây nè. Họ thợ vũ khí lên cấp rồi nè, được cái guild nè. Hay ho ghê luôn á. Rồi. Ờ ha. Rồi, còn có em nào reset nữa không? Nè, thợ này hết rồi nè. Em này có trao đổi nè. Rồi. Ở ta được 64 emerald ha. Hơn 64 emerald vậy. Đó. Rồi ta đổi này ra cái đi. Bụp. Đó. Nè có gậy nè. Đó. Đó. Rồi ta sẽ đổi hết tất cả những số gậy mà chúng ta có đem ra cho mấy em này ha. Đó. Bụp. Này luôn đi, đổi này ra luôn. Rồi. Bụp. 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 Ok. Rồi, hết đổi được. Tới lượt em này. Rồi chưa, đổi ra cái. Bụp. Đó. Rồi. Đây, anh bán cho em rất nhiều đây. Anh có rất nhiều gỗ. À dạ, không phải. Anh có rất nhiều que. Đó. Rất nhiều ghe, rất là nhiều que và gỗ. Đó, em cứ việc tha hồ mà mua. Đâu rồi. Em bán à. Bán à. Bán vũ khí à không phải. Bán công cụ đâu rồi. Ok, em bán công cụ đâu? What? Đâu rồi? Đây. Không phải. Trời ơi, kem bán công cụ không trốn đâu rồi. À, đây. Trời ơi. Sao tận hướng trời gần ngay trước mắt. Đây nha, mình đã có một cái cây. Đây, mình mua thêm 3 cây nữa. Rồi, vậy là chúng ta đã có được một cây cuốc 1.03 đó ha. Đó. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Tự nhiên chơi ngu. Không phải chơi ngu mà là đi chơi kỳ không, tự nhiên không chịu coi cho kỹ, đi xóa phù phép nhầm đó, kỳ cục ghê không đó, đi chơi ra xóa phù phép nhầm đó, hồi không chịu coi cho kỹ, đúng là tay nhanh hơn não không đó. Mai mốt hay là làm cái gì tao phải coi cho thật kỹ vào đó, đúng không đó. Ví dụ như đi sau này đi làm công ty cũng phải vậy đó, cũng phải xem nghe kỹ là sếp giao cho mình những cái gì, nếu mà làm lộn cái ha là ông sếp giữ chết luôn á. Không, ông kêu mình đi mua bánh mì mà mình đi mua nước suối đó, hình như ông chửi đúng rồi đó. Ta kêu đi làm này tự nhiên đi làm cái kia, ta kêu mình đi làm cái này tự nhiên mình đi làm cái kia đó, bởi vì ta chửi rồi đúng rồi. À.
Rồi ta sẽ không ta cất cái mầm cây này vào luôn đi. Hết còn gỗ nè, cất vào luôn. Rồi sắt nè, bỏ vào luôn đi. Rồi tao cũng bỏ vào luôn. Đâu cái cây ghiều nãy là cây ghiều kim cương, lúc nãy là có một cây ghiều kim cương đây rồi. Độ mềm mại và chậm hồng. Ồ sao mà tôi có duyên với độ mềm mại ghê nhỉ. Rồi đó, còn lên cấp nữa không? Rồi lên cấp bậc thầy nha. Rồi ta đã có kiếm, đến tay ta đã có kiếm. À ha, rồi xong nha, xong nha, xong nha, có kiếm rồi nha. Vứt cái kiếm này đi, ai mà cần nữa. Vứt cái xẻng này luôn, ai mà cần nữa. Rồi thì bây giờ mình đang đợi cho lỗi game nè. Rồi đi ngủ cái đi. Đó, ngủ cái đây coi thử là cái phần lỗi game đó nó có hết hay không. What? Ok. Rồi nhà lại bắt đầu ồn nữa rồi. Đó. Nhà này không bao giờ được yên ổn cả. Nhà của mình không bao giờ được yên ổn cả. Ok. Rồi, ta sẽ lấy ra đi. Đây là hết, có nhiều lấy ra thật cái nhiều nha. Rồi mình sẽ lấy hết tất cả những cái đá mà mình đã farm ở trong đây ra. Đó, đúng nhiều luôn. Đó, hiện tại ta không có độ mềm mại vô cái cuốc thì chúng ta đành chịu thôi ha. Đó, ta không có độ mềm mại ta phải đành chịu thôi về cái việc đó. Nhưng mà ta có độ mềm mại thì ta chỉ cần đào ra, sau đó chúng ta lấy chúng ta craft là thôi. Còn này là chúng ta không có, chúng ta cần phải nung như thế này. Đó. Ok. Mà kệ đi, nung cái đó thì sẵn tiện xài lava trong địa ngục luôn. Lava trong địa ngục nhiều mà, bỏ cũng đâu để làm gì đâu, bỏ thì nó phí lắm, cho nên là cái việc dùng ha. Mình đã hết thức ăn rồi, bây giờ mình chỉ còn đúng duy nhất một cái cục thịt này thôi. À, đâu xem nào, đây ta có hạt giống rồi. Bây giờ mình sẽ cho mấy em bò ăn. Phải chết, làm cái gì vậy, tại sao lại quăng ra đâm dao đó. Ăn đi mấy em, đúng rồi, phải ăn lên, ăn nhiều lên đó, đó ăn nhiều lên nha. Đó. Ăn nhiều lên. Rồi mình đi cho mấy bé bò ăn xong ta mở ra được 19 cục thịt nha. Rồi đem đi nấu liền, không nói nhiều. Ta làm cái lò mới đi, cái lò đó để dành dùng để nấu đá rồi. Ta không có thể nào nấu cái khác được. Rồi sẽ bỏ vào cái này đi. Rồi đúng rồi. Và cái này là nó bị lỗi game. Lỗi game nè, cái lửa nó cứ cháy hoài luôn, nó không hề sụt giảm một xíu nào cả. Ok mà thôi vậy đi, vậy thì cũng tốt. Thì đâu ngày hôm nay là ngày 143 rồi, mình sẽ tiếp tục trước khi tiếp tục đi farm đá thì ta sẽ đi lên trên kia, ta lấy một số cây cung dởm học. Khoan đợi một chút, ta đi vào cái ta xem thử là trong đây có dư số tơ nhện nào hay không. Còn một cộng à, ở đây có rất nhiều cây cung. Rồi ta sẽ làm cho mình những cái điệp bên xa. Những cái điệp bên xa thì khá là đơn giản. Đâu rồi, lấy nó đỏ rồi đi. Đó. Đâu rồi, những cái điệp bên xa đây rồi, đây điệp bên xa nè. Ta sẽ làm cho mình ba cái bụp nhập lại đi, tại sao lại bỏ ra như thế. Đó. Rồi một cái tấm cảm biến đi, một cái tấm cảm biến ha. Mình không biết ha, tấm cảm biến hả, rồi làm đại bằng đá luôn đi. Chơi bằng đá luôn cho nó xịn đó. Ta sẽ làm tổng cộng là ba cây đuốc này đó. Rồi rồi xong hết thạch anh rồi, đến tại em đã hết thạch anh rồi nha, xong khuyên luôn rồi. Rồi ta tháo cái giáp này ra, ta mặc cái giáp này vào đi. Ta đi vào trong địa ngục một chuyến để mình lấy thạch anh cái đã. Sẵn tiện đây có em này ở đây, mình sẽ lấy cái này trao đổi cát với em đó. Chúng ta được 24 cái cát đỏ. Và cái cát đỏ này chúng ta có thể dùng để làm TNT nha. Đó. Thì TNT dùng để làm từ ra cái cát này là không đủ đâu. Đó. Nếu chúng ta dùng TNT, nói chung là chúng ta dùng TNT, nói chung là tìm Netherrack. Vậy tìm mảnh vỡ cổ đại theo cách truyền thống đó, theo cái cách mà mình làm trong series 1.16 thì series sinh tồn 1.16 thì như các bạn thấy thì nó sẽ rất là hao đó. Và như đây đảm bảo là không đủ, cho nên là chúng ta phải chơi cái trò là bung đó, chúng ta sẽ chơi cái trò kiểu bung nha đó.
tức là chỉ cần đâu khoảng hai ba cái quả TNT gì thôi, hai ba quả TNT gì thôi là chúng ta có thể chế tạo ra một khẩu súng, một cái cỗ máy gọi là gây phá hoại mùa màng cực kỳ bá đạo luôn á. Rồi chung là một cỗ máy gọi là phá hoại, một cỗ máy bắn ra TNT vô hạn, phá hoại cực kỳ ghê luôn đó. Ăn thì là đây cái đi đây. Tại sao lại quên cậu phải có đá này đó, lằng ngoằng ghê luôn á. Tôi sẽ làm một cái này. Rồi xong rồi đó, giờ nó hết lỗi rồi đó nè, hết chân lỗi nè đó, nó bình thường trở lại rồi đó. Rồi ok, tại sao lại không lao được. Rồi xong, hết đá đỏ rồi, chặt luôn đó, đúng luôn, hết đá đỏ rồi, còn đá đỏ đâu nữa mà dùng. Đó, rồi ta đi đổi tiếp thôi, đổi tiếp thôi chứ biết làm sao bây giờ. Đó, xuống rồi, cho đổi giùm em vài cục sắt coi, em rất là dư sắt luôn á. Rồi cảm ơn mấy anh đã đổi với em nha. Rồi anh này đổi chưa, anh này chưa đổi nè, ok luôn. Rồi các anh pha thuốc đâu rồi, đây. Rồi cảm ơn anh đã đổi em với đổi với em một số cái đá đỏ rất là hay luôn đó. Rồi tôi đi lại đây một một cái này đó. Rồi mình sẽ sử dụng cái gạch đá này để cho nó đẹp đó, ta sẽ sử dụng những cái gạch đá như thế này đó, để làm một cái máy farm. Máy farm gì thì các bạn sẽ tự một lát mấy bạn sẽ tự biết thôi đó. Nó đại luôn đi, máy farm nông sản. Máy farm nông sản nha, chứ không có gì cho giỏi á. Cái máy farm này nó cần nước cho nên thành ra chúng ta cần phải bọc lại một cách cẩn thận, không thôi nước chảy tùm lum la mệt lắm. Rồi rồi chết, nhà thì cứ việc ồn, còn mình thì cứ việc quay video tới thôi, không còn cách nào khác cả. Mình rất muốn có một cái phòng riêng nhưng mà cuối cùng mẹ mình lại không cho, mẹ mình lại bảo rằng mình là con gái như gì mà suốt ngày ở trong phòng. Thật là nhảm xíp. Ta đã hoàn thành xong cái máy này rồi đó, cái việc còn lại là chỉ cần cho bột xương vào đây đó, để các bạn có thể trang trí làm sao đó cho nó trở nên đẹp hơn các kiểu rồi đó. Nhưng mà mình thì mình sẽ không ưu tiên nhiều phần trang trí đâu, bởi vì dạng thì nhất là nó rất là lâu, hai là trang trí xong rồi không biết cái chất xám mình nó còn hay không nữa đó. Rồi ta sẽ nói lên đây đi đó. Thì chúng ta có thể dùng hai cái khối gọi là ở đâu, trong thế giới này đầy áp salam như vậy thì ta đâu cần làm như thế này đó. Ta có thể dùng một cái bít tông dính như thế này mà thôi, kệ bà đi, mệt quá không cần thiết đó. Thì cái này là một cái thiết kế, nói chung là cái thiết kế này là của một anh YouTuber ở trên internet, ở trên YouTube, nói chung là trên YouTube đó. Nhưng mà cái anh đó anh bán kênh rồi, anh bán kênh rồi. Nhưng mà hên là chủ kênh mới á, may mắn một điều quá là chủ kênh mới người ta vẫn còn giữ lại những cái video đó, cho nên là mình có thể xem lại đó. Nhưng mà mình nghĩ là bạn nào mà xem được cái video đó thì nên tải về để dự trữ, trong lúc mà bạn quên cái cách làm hay như thế nào đó thì bạn còn có thể mở ra xem lại đó. Thì anh đó anh dùng cái cách làm của anh đó là anh dùng bít tông đó, anh dùng bít tông chứ không phải là anh dùng cách này đó. Anh dùng bít tông dính cơ đó, nhưng mà có điều là như bạn biết rồi đó, bít tông dính thì chúng ta cần tới xà lam, nhưng mà đâu phải là, nhưng mà ở trong những cái thế giới bình thường đâu phải lúc nào ai cũng có xà lam đâu mà dùng, đúng không? Đâu phải mới vào là có xà lam liền đâu đó. Cho nên là bắt buộc là mình đã, nói chung là mình đã sửa lại thành như thế này đây đó. Nhưng mà mình qua là ở thế giới này có rất là nhiều xà lam đó. Nhưng mà thôi lỡ làm rồi cứ việc làm như thế này luôn đi đó. Thì mình không biết cái thiết kế gốc nè, cái thiết kế gốc á thì nó như thế nào, nhưng mà ghi cái thiết kế này của mình á là mình sửa lại như thế này nè đó, là nó không được đồng đều lắm, tức là hai cái phần này đó, hai cái đẹp bên sau này thì nó sẽ cho ra cái bột xương nhiều hơn hơn cái bịch đẹp bên sau này, tức là cái khả năng tiêu thụ á, tiêu tốn bột xương á, của hai cái đẹp bên sau này nó nhiều hơn cái đẹp bên sau này đó. Thì mình cũng không hiểu tại sao nó lại như thế luôn đó, nhưng mà thôi kệ đi, cũng không sao, có dùng là được rồi đó. Tăng vô cái đi đó, lấy này ra có thịt mới rồi. 1 4 3 ngủ luôn đi, ngủ luôn cho khỏe, nếu cái nào ngủ được cái gì ngủ ha đó. Thì
rồi qua ngày mới đúng không? Đó. Ta sẽ gọi là farm một xíu. Cần farm thì cái máy farm này nó tiêu tốn sao nhỉ? Gọi là nó tiêu tốn bột xương khá là nhiều, cho nên hình như là bắt buộc là chúng ta phải có một cái máy farm. Một cái máy farm gọi là cái máy farm gì nhỉ? Cái máy farm quái, máy farm quái hoặc là một cái máy farm xương cũng được đó. Cũng không nhất thiết cái nỗi nào ha. Nói chung là các bạn cái việc tìm máy farm qua làm cho mình một cái máy farm quái hoặc là một cái máy farm xương đó để mà sử dụng cái máy farm này ha. Giờ ta sẽ đi lên trên kia để mà gọi là lấy cho mình những cái xương thật là nhiều, lấy thật là nhiều xương xuống để mà ta kích hoạt cái máy farm này. Ta đã đổi cho mình những cái bột xương thành, nói chung là ta đã đổi những cái xương thành những cái khối xương, đổi xương thành bột xương, rồi từ những cái bột xương này ta ráp thành những cái khối xương đó, để cho nó gọn gàng hơn thôi chứ không có gì đó. Giờ thì ta sẽ đi vào trong đây. Ok, mình cần làm thêm một cái hopper nữa nha, để mà chặn cái khúc phía trên này, để chặn khu này nè đó, để cho cái phần sắt bị thừa đó nó có một số cái thỏi sắt đó nó bị gọi là dính ở trên đây đó, nó bị rơi ra cái nó bị dính trên đó đó. Thì bây giờ thì mình cần phải khắc phục cái việc đó ngay bây giờ đó, ta cần phải khắc phục việc đó ngay ha. Ok đó, bụp, làm cho mình thêm một cái rương nữa rồi một cái hopper nữa rồi đó, cất sắt vô. Ở chật chỗ quá rồi, ở quá chật chỗ luôn á. Thì nếu như mà về cái việc mà làm máy farm vàng á, thì chúng ta vẫn có thể làm được, nhưng mà có điều là cái phần mà đi lên đi xuống nó hơi khó khăn một tí đó. Muốn đi lên đi xuống mà nó dễ dàng hơn á, thì ta nên có cho mình một cái dàn giáo. Thì dàn giáo chúng ta phải cần tre và còn cần một cọng sợi chỉ là xong rồi, là ta có thể chế tạo được rồi ha đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình không có tre đó, mình không có tre và mình không có tre thôi, mình nói chung là mình không có tre ha đó. Thì tre thì chúng ta cũng có thể mua từ mấy con dân làng lang thang, mình cũng không biết là có đúng không nữa đó. Nói chung là mình cũng không nhớ kỹ cho lắm, mình cũng không nhớ là những con thương dân, nói chung là mình cũng không nhớ là những con dân làng lang thang á, là nó có bán tre cho chúng ta hay không. Nhưng mà nó có bán thì quá tốt luôn á, cực kỳ tốt luôn chứ không phải là quá tốt nữa. Rồi bây giờ ta gáp lại những cái khối mà vừa mới lấy ra đó thành những cái gạch đá như thế này đó. Cái kim tự tháp này là chúng ta sử dụng gạch đá hơi bị nhiều luôn á. Rồi giờ đây là tới cái phần chính nè đó, ta sẽ đổi cái này ra đi đó. Vâng, không không, vẫn chưa đủ. Đây rồi đó. Đó, mỗi một cái điệp bên sau sẽ có 9 ô đó, ta chỉ cần đổi ra như thế này đó. Đây bỏ vào. Đó, thế là xong. Búp. Đó. Đây cái nữa. Rồi. Vậy là ta đã có được một cái gì nhỉ? Đây mình sẽ bỏ bên đây đi. Đây sẽ là cái khu gọi là chứa đựng xương xiết của các thứ đó. Rồi, còn đâu rồi? Đất để đâu nhỉ? Đất cục đại đây đi. Đó. Vậy là chúng ta đã có một cái máy farm nông sản siêu tốc luôn. Như bạn thấy bây giờ là mình có 49 cái cà rốt ở trong người. Giờ ta sẽ farm thử một cái. Rồi ta đi ra một cái. Đó. Đây, ban đầu mình chỉ có 49 thôi, nhưng mà bây giờ nó ra như thế này rồi. Đó. Cái máy farm này nó rất là siêu tốc luôn. Nó farm thì cũng là rất là siêu tốc. Chỉ có điều là nó hơi hao bột xương một tí. Đó. Và đây nè, như bạn thấy bên đây nó tiêu hao khá là nhiều. Nó 56, 55, 57 không à. Đó. Ở trên đây thì nó còn 40 mấy nè.
xuất hiện con số 40 mấy rồi, nhưng mà ở bên đây thì nó vẫn không có thay đổi gì nhiều đó. Rồi nè, đó thì cái máy pháo này nó có một cái nhược điểm đó là như bạn đi vào từ từ như này. À không, các bạn phải đi thẳng vào luôn nha, chứ bạn không được đi từ từ nha, bạn đi từ từ nha. À, lúc nãy là mình đi từ từ đó. Mình nói chung là các bạn phải đi nha, bạn đi thẳng vào đó, đi thẳng vào luôn đó, chứ bạn không được chạy nha, các bạn chạy nha. Nói chung là các bạn cứ việc đi thẳng vào thôi, đi thẳng vào đó. Chứ các bạn mà đi sẽ có một cái cho số trường hợp đó là khi mà các bạn kiểu như đi vào đó, nó bị cái gì đó đó. Nói chung là khi bạn mà đi vào đó thì nó bị cái gì đó mình không biết đó, bạn đi vào đó đúng không, thì nó bị cái gì, nó bị cái vấn đề gì đó, cái nó làm chúng ta biến thành cái khu, nó làm chúng ta bị chuyển sang cái tư thế như thế này đó. Đó, nói chung là cái lúc mà bước vào thì chúng ta nên để ý một chút ha. Lại bấm nhầm, thiệt tình chứ. Đó, nói chung là chỉ đó là cái số lưu ý thôi đó. Đó, nói chung là thì khi mà bước vào đó mà chúng ta gặp cái hiện tượng như này nè, đó nó đè cái cửa đó, cái cửa nó bị đè, nó đè chúng ta xuống như này á, thì các bạn phải nhanh chóng là bước ra liền đó, để tránh cái trường hợp đó là nó gây hao phí cái bộ xương của chúng ta đó. Rồi giờ thì review tới đó là đủ rồi, cất vào đi, rồi xong hết chỗ luôn, hết chỗ chứa luôn rồi. Rồi ta cần đi xuống dưới địa ngục một chuyến để mà gọi là múc lava lên để mà nung đá tiếp. Rồi sau đó là mình sẽ tiếp tục AK một tiếng để mà gọi là farm đá nữa luôn ha. Đó. Đó. Các bạn nhớ là phải chuẩn bị kho đồ thật là chóng vào đó. Chứ các bạn mà có tổng cộng 16 cái xô mà các bạn để kho đồ chật chỗ quá đó, chật chội quá đó, thì khi mà múc lava nó sẽ có hiện tượng đó là đó, nó sẽ bị văng cái xô lava của chúng ta ra như thế này. Đó, lúc đó là bị mất hết một cái xô thì đó ổn lắm. Rồi mình sẽ thực hiện công việc đó là bỏ những cái xô vào trong đây. Thì có thể là chúng ta cần phải chỉnh sửa lại cái lò nung này rồi. Đó. Ok, thì để cho nó nung hết cái đống này đi rồi sau đó mình sẽ gọi là chỉnh sửa lại cái phần lò nung này một xíu. Đó, chúng ta không cần bỏ vào từng cái như thế này cho nó mệt, chúng ta chỉ cần bỏ vào duy nhất một cái rương thôi. Đó. Và cái rương đó nó sẽ chảy đều hết cho tất cả chúng ta, tất cả những cái chỗ gọi là lò nung của chúng ta. Đó. Cho nó khỏe một chút. Ok. Rồi đi ngủ cái đi. Ngủ cái cho rù qua ngày mau mau một xíu. 1000 ngày lận đó chứ không phải là ít đâu. Rồi ngày 145 nha. Đó. Rồi không biết chừng nào nó mới xây xong cái kim tự tháp này ha. Chuẩn bị nguyên liệu thôi nó cũng mất thời gian quá trời luôn nè. Đó. Thì bây giờ mình thấy là mình nên làm một cái bàn phù phép luôn đi. Đó cho nó gọn. Chúng ta có cuốn sách sửa chữa nè. Đó. Rồi rồi lấy ra hai viên kim cương đi. Đó. Tại giờ mình đã có cuốc kim cương rồi. Giờ mình sẽ đi vào địa ngục mình lấy hắc nhiệt thạch cái. Đó. Game này muốn gì hả? À, làm sao? Đi ra chỗ khác. Chỗ nhà ở của tôi. Kỳ cục hà, game đó là ám mình tối ngày luôn á. Game đó không ám mình ngày nào á, em nó ăn cơm ngon. Đó. Không ám mình ăn cơm không ngon nha. Rồi giờ phải đào ra 4 cục này nè. Rồi đã xong. Ồ rồi, cái bóng mà tưởng được cái gì không à. Đó. Rồi bây giờ ta sẽ bụp. Rồi một cái bàn enchant. Rồi ta cần lấy ra cho mình những cái gỗ nữa. Ok thì chúng ta cũng có thể trao đổi với em dân làng luôn ha, không cần phải chế tạo đâu. À, nhưng mà thôi kệ đi, mình chế tạo cho nó nhanh. Mình cũng lười đi gọi là đi tìm về cho mấy em dân làng lắm mày. Thì nói chung là các bạn phải lấy ra một cái bàn như nè, không một cái bàn như thế này cho một em dân làng khác học nghề. Đó. Thì sẽ có một số em gọi là em bán cái chồng sách này nè, bán cái kệ sách đó, bán cái kệ sách đó đó, cho nên là chúng ta có thể trao đổi được ha. Thì cái phần đó thì nó cũng thôi kệ đi, cái phần đó nó cũng hơi lâu nên thôi mình kệ đi, mình có gì mình chế tạo đó đi, mình cũng gọi là chán ngắt cái việc đó lắm rồi. Giờ mình sẽ đặt đại đó đi, không cần phải gọi là trao chuốt quá làm gì. Ok, chỗ nào còn trống thì ta có việc đặt đại đi ha, đặt đây đi. Rồi cách ra một ô như thế này đó. Rồi đó. Ủa, rồi xong, đủ 30 level chưa. Chúng ta còn phải đi mua cả lưu ly, trời ơi
trao đổi thương mại. Cái thế giới này chúng ta vẫn phải sống sót ha. Thế giới này chúng ta chỉ có thể sống sót bằng việc đó là trao đổi thương mại mà thôi. Rồi em MR của tôi bỏ nữa rồi, bỏ trong gương nữa rồi. Ê, ê, lại đây coi. Đây rồi. Bụp. Rồi 12 cái nha. Reset nhà là chưa? Cũng chưa. À, thôi kệ đi, nói chung là bây giờ ta có bao nhiêu tới gì dùng hết bấy nhiêu nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi enchant lại cho cái cuốc này của mình và hy vọng là nó sẽ có độ mềm mại ha. Hy vọng thôi, hy vọng là sẽ có độ mềm mại cho chúng ta. Nó có hiệu sức. Nhưng mà chúng ta không đủ 30 level. Không đủ thì chúng ta bắt buộc phải đi farm rồi. Vậy thì bây giờ thì mình phải có, bây giờ thì cũng có thể mình sẽ đi lên đó mình farm một tí cho nó đủ 30 level rồi mình sẽ đi xuống dưới đây mình enchant một cái để xem thử là chúng ta được cái gì từ cái hiệu sức 3 đó. Ta đã có cho mình được 30 level. À, và sẵn tiện ở đây mình cũng có thực hiện là chặt hết những cái cây trong đây đó. À, và mình farm một số ít mầm cây trong đây nữa. À, đây, và trong đó có những cả những cái gỗ. Cái gỗ này thì trong đó là có phần là mình bỏ vào đó. À, thì bây giờ là mình cảm thấy lúc nãy á là mình thấy có một cái quả táo và một cái cây gậy nó mắc ở đây, nó mắc ở trong đây nè đó. Thì bây giờ thì mình nghĩ là mình có thể là mình sẽ phải thay đổi cái này lại một xíu, đó là như thế này. Đó. Về cái phần đường nước á, thì không biết là mình sau khi mà mình đặt đây nè, đâu mình sẽ đập cái này ra đi. Đó. Rồi mình sẽ gọi là lấy cái này ra đặt lên như thế này. Đó. À, à ha. Mình không biết là có được hay không nha. À, để ta đập cái này ra đi. Đó. Rồi. Mình sẽ nói nó vào như thế này. Đó. Mình sẽ để xem là cái phần nếu như một cái đá đỏ này nó nằm bên ngoài này thì nó có kích hoạt được cái phần phía trong này hay không. Đó. Ta bật đầu đây đi lại đây ta bật cái coi. Ta bật một cái. À ha. Thì theo như mắt của mình thấy thì theo như con mắt của mình thấy thì nó vẫn kích hoạt bình thường. Đâu để ta đi lại cái phần này đi. Đó. Đây nè, đây cái phần này đúng không? Ta sẽ ấn vào đây xem. Ok, vậy là cái xô trong đó nó bị mất nước. Cái xô trong đó nó bị mất nước vậy thành ra là chúng ta có thể đặt đá đỏ được ngoài đó. Giờ ta tắt cái đi. Đó. Tắt một cái. Đập ra, đập ra. Đó. Tạm thời là ta sẽ đặt lại như vậy. Đó, rồi ta sẽ sửa nó sao. Ở đây có một em một số lượng quái xuống rồi nè. Ở thằng thì cho chém luôn đi. Đó. Và trời đang tối rồi. À, đi xuống dưới đó chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều em yêu quái. Yêu quái từ rất là nhiều phương trời khác nhau đổ lại. À, bây giờ mình sẽ đi xuống. À, được 31 level luôn kìa. À, bây giờ ta sẽ đi xuống dưới đây. Quá trời quá đất quái dưới luôn. À, ta sẽ đi xuống để mà gọi là enchant thử là cái để mà đi vào cái bàn phù phép cái bàn phù phép enchant. Trời quá đất rồi. Ôi trời ơi. Ờ, tha tôi đi. Tha cho tôi đi mấy em ơi. Tôi chỉ muốn đi về nhà thôi. Đó, làm ơn đi. Đó, quá trời luôn. Mày em bu như đúng rồi á. Rồi. Ta cần phải đi vào nhà. Ở đó có một em nhện kìa. Cái cung này là cái cung. Cái cung này chỉ là cái cung gật cùi thôi. Được lấy từ em xương trắng. Ôi. Bụp. Chết nghe. Mở ra một cái rồi ta đi vào. Mấy em quái này làm ghê quá. Cái hàng rào này thì mấy con zombie không vào được, nhưng mà mấy con nhện thì vẫn có thể vào được nha.